Cái giá mà ông Trình đưa ra cũng khá cao rồi, tại sao lại từ chối? Con đừng quá tham lam. Chuyện bảng xếp hạng lá thông đen làm rất tốt, con nên biết Quý Phong chỉ là cái vỏ rỗng. Con phải nhân lúc nó đang hot mà ra tay, đây chính là thời điểm tốt nhất rồi. Giống như bố nói, muốn để Quý Phong trở thành một khách sạn cao cấp thì cần rất nhiều thời gian. Vậy nên con quyết định sẽ ở lại tiếp tục kinh doanh Quý Phong. Tiểu Kỳ, bao nhiêu năm bố bồi dưỡng con, không phải là vì muốn để con lặn lội ở nơi nhỏ bé đó. Triệu Minh Hiên xuất chiêu, bố tiếp chiêu thì chúng ta sẽ mãi chỉ ở thế bị động. Con lại đang nghĩ gì vậy? Mở một trận tranh đấu mới, chuyển từ thế phòng bị sang tấn công, đánh trả lại gấp bội, tham vọng quá lớn. Bao nhiêu năm nay, cho dù mục đích của bố là gì, con cũng chưa từng làm trái lại sự sắp xếp của bố. Đó là bởi vì con mắc nợ mọi người. Tại sao bây giờ lại nhắc lại chuyện này? Bởi vì ở đây có những việc, có những người mà con muốn trân trọng. Nhưng mà lần này, con muốn dùng cách của mình để hạ màn ván cờ này. Con bảo đảm với bố, con sẽ không để Vân Lan thua. Bình Hiên, cảm ơn cháu. Chuyện của Tiểu Kỳ đã làm phiền cháu rồi. Cháu cho nó một cơ hội tốt để đến Ngô Tô rèn luyện. Thật sự cảm ơn cháu. Bác Tiêu, cháu vừa tiếp quản tập đoàn, khó tránh có chút căng thẳng. Không có đâu. Nghiệp vụ khách sạn là thị trường rất lớn của nhà bác. Gần đây cháu lại hỏi đến khá nhiều. Nếu như có chỗ nào không phải, mong bác bỏ qua. Không sao, không sao. Bác biết cháu lo lắng. Dù sao Vân Lan cũng là doanh nghiệp lâu đời, tư tưởng có chút cổ hủ, không theo kịp tư duy của thanh niên các cháu. Nhưng mà Tiểu Kỳ ở nước ngoài nhiều năm, chắc đã học hỏi được rất nhiều kiến thức. Chuyện này cháu yên tâm. Vâng. Vậy lần này cảm ơn cháu nhé. Vâng. Rốt cuộc Vân Lan vẫn là công ty kinh doanh đứng thứ nhất, thứ hai. Chúng ta đều cảm thấy đây là vấn đề khó giải quyết. Nhưng đến tay Tiêu Thượng Kỳ lại có thể hoàn toàn thay đổi diện mạo thành viên ngọc quý giá. Nghe nói anh ta sẽ ở lại Ngô Tô. Từ nhỏ đã thấy Tiểu Kỳ không phải là kiểu người sẽ ở yên một chỗ. Bản thân anh ta cũng không được bồi dưỡng mấy. Nhưng lần đầu tiên đã làm kinh doanh tốt như vậy, kỳ tài kinh doanh. Bình Hiên, con không sao chứ? Những đứa nổi bật đều là con trai nhà họ Tiêu. Sao con ngốc vậy hả? Lên sân khấu nói mấy câu cũng ấp úng. Không sao, con còn nhỏ mà. Nhỏ ư? Tiêu Hiển thì không nói. Nhưng Tiêu Thượng Kỳ còn nhỏ hơn nó mấy tuổi đấy. Mà điểm nào cũng hơn nó. Từ ngày mai, mời một giáo viên đến dạy nó diễn thuyết. Nói không tốt thì không được ăn, không được ngủ. Bây giờ mỗi ngày nó cũng chỉ ngủ có 5-6 tiếng. Anh còn muốn thế nào? Đúng là con hư tại mẹ. Anh, bố đừng trách mẹ. Con sẽ cố gắng hơn. Sếp Tiêu, mời qua bên này. Cái kép này là của cái gì vậy? Mời bên này. Lấy hai phần bữa sáng, cho hai ly espresso. Được rồi, xin chờ một chút. Tối qua ngủ không ngon hả, sếp Tiêu? Mọi người đang làm gì vậy? Sắp quốc tế thiếu nhi 1 tháng 6 rồi. Chúng tôi chuẩn bị một hoạt động dành cho người lớn, đánh thức tâm hồn tuổi thơ sâu trong ký ức. Đây đều là những đạo cụ và vật trang trí cho hoạt động ấy. Đây đều là những thứ lúc bé chúng ta chơi. Đúng vậy. Có thể cho tôi lấy một ít không? Được chứ? Được chứ, sếp Tiêu? Đương nhiên là được rồi. Sao lại dẫn em tới đây? Không phải em hỏi anh tại sao lại không chơi mấy thứ đó à? Bởi vì tuổi thơ của anh phần lớn có liên quan tới khách sạn. Còn ở đây chính là căn cứ mà anh thường tới khi còn nhỏ.
Một mình sao? Đúng vậy. Lúc đó trong khách sạn có ít trẻ con lắm, cho nên phần lớn những thứ trẻ con từng chơi anh chưa chơi bao giờ. Lúc đi học cũng không có chủ đề chung gì cả. Nhưng mà những thứ họ có hứng thú anh đều cảm thấy không có gì thú vị. Ngược lại, mấy cái máy giặt này lại giống như có ma lực vậy. Khi em nhìn vào chúng, sẽ có cảm giác cả thế giới đều đang chuyển động. Nhưng thời gian của em sẽ dừng ngay lúc đó, không cần bất cứ ai. Nếu có thể quen biết anh sớm hơn thì tốt rồi. Phòng tập gym đủ loại dụng cụ, sau bếp với đầy những chai lọ bình, còn có phòng giặt đầy màu sắc và mạo hiểm, nghe có cảm giác như còn thú vị hơn bắn bi, đua xe nhiều. Bạn Tiêu Thượng Kỳ, em vừa mới dạy anh những trò chơi vui như vậy, bây giờ anh có thể dạy cho em chơi cái này thế nào không? Nhắm mắt lại đi. Không được mở mắt. Vẫn chưa xong à? Mở mắt ra đi. Cái này tạo ra kiểu gì vậy? Bí mật. Lần sau anh sẽ nói cho em biết. Ngày mai hơi bận, đành nói trước vậy. Đây là ngày lễ đầu tiên mà chúng ta cùng nhau trải qua. Tết thiếu nhi sao? Sau này tất cả ngày lễ chúng ta đều phải trải qua cùng nhau. Cô gái lơ lửng của Ngô Tô này có liên hệ gì với Tiêu Thượng Kỳ? Cô gái lơ lửng là người của đài phát thanh mà Quý Phong chính là nhà tài trợ duy nhất đấy. Thằng nhóc này, nếu ông Tiêu bảo cậu ấy quay về sớm hơn, Vân Lan đã không trở thành như bây giờ rồi. Cậu ấy không quay về không có nghĩa là không có động thái gì. Tôi nghe nói Vân Lan sắp phát triển nhãn hiệu riêng ở Ngô Tô. Vậy ư? Đúng thật đấy. Giám đốc Triệu, anh không khỏe à? Hẹn Tiêu Hiển ngay giúp tôi. Vâng, hẹn tới đâu ạ? Sân bóng rổ. Tháng sau, khách sạn Vân Đoan của Đức Tụ khai trương. Cậu bảo Tiểu Kỳ quay về giúp đỡ tôi. Còn nữa, hôn lễ của tôi cũng muốn để cậu ấy giúp đỡ chuẩn bị. Người khác tôi không yên tâm. Đúng rồi. Sao tôi lại nghe nói Tiểu Kỳ muốn phát triển nhãn hiệu của Vân Lan ở Ngô Tô vậy? Còn đang trong giai đoạn dự tính. Chuyện này tôi không rõ lắm, chỉ có bố tôi biết thôi. Tôi thấy không đáng dùm anh thật đấy. Anh tận tụy cẩn thận, trèo chống Vân Lan biết bao nhiêu năm trời, cuối cùng lại để cho Tiểu Kỳ cướp đi miếng thơm. Không phải bố anh định giao nhà anh lại cho Tiểu Kỳ quản lý đấy chứ? Bác Tiêu cũng thật là, chân không được khỏe thì không làm được chuyện lớn hay sao? Rốt cuộc anh muốn nói cái gì? Hai nhà chúng ta quan hệ lâu đời, con đường hợp tác sau này vẫn còn dài lắm. Tiểu Kỳ chơi với tôi mấy trận bóng rổ thì được, chứ về phương diện công việc tôi không thể thiếu anh được đâu, người anh em. Chuyện này tôi sẽ làm giúp anh. Không còn chuyện gì thì tôi đi trước đây. Cẩn thận nhé.
Tuy ở đây không có chuột, nhưng rõ ràng có dấu vết đã bị chuột cắn. Còn có một số phân của chuột nữa. Hai thùng dầu này cũng đã hết hạn rồi. Sếp Tiêu, bây giờ chúng tôi yêu cầu nhà hàng Quý Phong tạm dừng kinh doanh để chỉnh đốn. Nào sếp Tiêu, ký tên đi. Đi thôi. Rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Sao chúng tôi có thể dùng dầu hết hạn được? Các cậu có thấy chai dầu đấy bao giờ chưa? Chưa từng à? Bao bột mì ở trong góc bình thường cũng không để ý. Lẽ nào chỗ chúng ta thật sự có chuột? Đừng nói linh tinh. Mọi người về trước đi. Đi thôi. Tôi chưa từng thấy can dầu đó. Tôi lại cảm thấy vấn đề bây giờ chúng ta nên thảo luận không phải là quảng cáo. Chính vì chúng ta và họ có quan hệ chặt chẽ, nên bây giờ chúng ta càng phải có trách nhiệm và nghĩa vụ giải thích rõ ràng với thính giả. Là sao? Cho dù bọn họ có phải nhà tài trợ của chúng ta hay không, nếu như họ thật sự có vấn đề về an toàn thực phẩm thì chúng ta phải làm sáng tỏ chuyện này. Nhưng mà trước đó nên điều tra rõ chân tướng toàn bộ sự việc, tốt nhất là phải tìm được người đăng video trước đã. Hôm nay tôi sẽ dẫn mọi người đi xem nhà kho của khách sạn Quý Phong. Các bạn xem này, thật là bẩn. Mọi người nhìn chỗ này đi, còn có chuột nữa. Mọi người có dám ăn đồ ăn của nơi này làm sao không? Sếp Tiêu, bên lá thông đen gạch tên của chúng ta rồi. Đúng thế, cô mau hủy phòng cho bọn tôi đi. Hủy phòng, hủy đặt phòng. Thưa anh, theo quy định thì chúng tôi thật sự không thể hủy phòng anh đặt được. Tại sao lại không được chứ? Khách sạn của các cô làm ăn như vậy thì ai dám vào ở chứ? Nhà hàng thì có chuột, chắc chắn khách sạn cũng có chuột. Nếu như đã có một con chuột là có ổ chuột ở đó, chuột gì chứ? Việc có chuột hay không chúng tôi còn chưa điều tra rõ mà. Được rồi, cách thủy tư, hủy phòng cho anh ấy đi. Tất nhiên là phải hủy rồi. Tôi còn chưa đòi các người bồi thường tiền tổn thất đấy. Thưa anh, tiền đã được hoàn lại vào các tài khoản của anh rồi. Sếp Tiêu, cái này cất đi. Cất đi. Những chuyện trước đây sếp Tiêu làm coi như uổng công hết rồi. Mấy ngày nay đơn đặt hàng trên các trang mạng nền tảng và hệ thống đều bị hủy hết rồi. Lần này tỷ lệ lấp phòng sắp về không luôn rồi. Cô nhìn xem sếp Tiêu cứ như không có chuyện gì cả. Suy cho cùng đúng là người từng trải. Chắc cố nhẫn nhịn thôi. Được rồi, làm tốt công việc của mình đi. Đã qua bao nhiêu ngày rồi, tại sao em vẫn không có hành động gì vậy? Em đừng để việc này đi xa hơn đến mức không giải quyết được. Đến lúc đó mới xử lý thì cũng muộn rồi. Chuyện này vẫn chưa tra rõ mà. Đúng thế, vì vậy phải để bên xử lý khủng hoảng truyền thông chủ động ra tay. Em đừng cố xử lý bằng cách im lặng. Em nghĩ rằng chuyện này để lâu thì mọi người sẽ quên sao? Em nói lại lần nữa, em không có ý định xử lý bằng cách im lặng. Em đang điều tra. Em là cảnh sát à? Em muốn phá án sao? Anh biết. Chỉ giải quyết vấn đề khủng hoảng truyền thông thì không mang tính thực tế, nhưng nó sẽ thay đổi ấn tượng của cư dân mạng về chuyện này. Dù sao thì anh nói với em một lần nữa, nếu như em không giải quyết được chuyện này, thì anh chỉ có thể giao cho trụ sở Vân Lan xử lý. Chúng tôi đã liên lạc được với người đăng video rồi, anh ta đồng ý gọi đến. Được, tôi sẽ chuyển máy. Tiểu Nhiên gọi tới rồi. Cuộc điện thoại đầu tiên hôm nay của chúng ta sẽ có chút đặc biệt. Tôi có thấy nhà hàng Quý Phong đối diện đài phát thanh thời gian gần đây gặp phải một số chuyện liên quan đến an toàn vệ sinh. Vì trước đây trong chương trình của chúng ta cũng từng giới thiệu về nhà hàng này. Vậy nên bản thân tôi rất quan tâm đến chuyện này. Hôm nay cũng may mắn mời được người quay video này. Tại đây chúng ta sẽ gọi anh ấy là anh A. Xin chào anh A. Xin chào. Video chuột xuất hiện gần đây là anh quay sao?
Phải. Vậy anh có thể nói rõ hơn với chúng tôi về tình hình thực tế lúc quay video đó không? Tôi đến Quý Phong để ăn cơm. Nào là quảng cáo món sở trường, món đấy không ngon chút nào, ăn dở lắm luôn, toàn là lừa bịp. Anh đừng lạc đề, mời anh nói về tình hình lúc quay video. Tóm lại là khách sạn này cực kỳ bẩn, nhà bếp bẩn lắm, trên thìa toàn là dầu mỡ, điểm tâm còn được đậy bằng rẻ lau. Hơn nữa còn có chuột, côn trùng. Nói bừa, anh ta nói gì vậy chứ? Tức tới mức không ăn nổi cơm nữa rồi. Đúng vậy, thật là. Vốn dĩ video đó của anh ta đã khiến hỗn loạn lắm rồi. Bây giờ còn sợ người khác nghe không rõ à? Còn là trực tiếp nữa. Chương trình Mọi Người Giúp Mọi Người không phải do Quý Phong của chúng ta tài trợ sao? Anh làm sao vào được kho nhà bếp của khách sạn? Đó không phải là vì quản lý khách sạn lỏng lẻo sao? Tóm lại là tôi vào được như vậy đấy. Tôi nói nhiều như vậy rồi, Quý Phong không phải là nhà tài trợ quảng cáo của chương trình này sao? Các người sẽ không bao che cho nhau chứ? Điều này anh có thể yên tâm, chúng tôi là truyền thông, khi đứng trước sự thật nhất định chúng tôi sẽ khách quan và công bằng. Khách sạn này tuyệt đối không chỉ có vấn đề về nhà hàng, quản lý lỏng lẻo nữa. Tôi được đi lại tự do mà. Trước cửa phòng giặt còn có bọt nước ẩm ướt, không có người lau chùi. Hành lang có nước ẩm ướt, vậy xung quanh có biển báo cẩn thận chân trượt gì không? Tôi không nhớ. Nhưng thảm trải sàn của khách sạn này rất bẩn. Tường cũng mốc hết rồi. Vậy anh có nhớ vị trí tường bị mốc là ở đâu không? Ở cuối dãy phía đông tầng 2. Anh nghe chương trình rồi à? Với tư cách là bạn trai, anh có thể nhờ em đừng tiếp tục điều tra nữa không? Với tư cách là bạn gái, em tin anh, cũng tin tưởng Quý Phong không có vấn đề gì cả. Nhưng với một người làm công tác truyền thông, em cần phải giữ vững tính độc lập và tính chân thực. Cần phải cho thính giả của em một lời giải thích. Vậy nên có thể sắp tới em vẫn sẽ theo vụ này. Đây mới là bạn gái của anh chứ. Gì vậy? Đã là lúc nào rồi mà anh còn trêu em? Anh không muốn em căng thẳng như vậy. Em yên tâm đi, anh sẽ điều tra rõ. Anh cũng tin rằng phát thanh viên Tiểu Hà của chúng ta nhất định sẽ tra rõ sự thật, để tất cả những lời đồn, lời vu cáo biến mất. Em biết, nhất định anh sẽ hiểu em mà. Nhưng mà em vẫn chưa tìm được điểm quan trọng nào trong cuộc phỏng vấn với người đăng video. Anh thì tìm được rồi. Đây là camera giám sát gần khu vực phòng giặt nhất. Anh A kia quả thực đã nói dối. Nhưng mà có một câu nói không sai. Trong hành lang bình thường không có bọt nước, ngoại trừ hôm đó. Anh ta nói là ở gần phòng giặt. Vậy là hôm đó anh ta đã lẻn vào khách sạn. Vậy thì những người đi lại qua phòng giặt hôm đó nhất định có anh ta. Dừng lại, người này. Sếp Tiêu, chị Tiếu Nhiên, cà phê của hai người, cứ để đấy đi. Tìm được rồi sao? Cũng chưa chắc chắn lắm, nhìn không rõ. Nhưng mà người này là đáng nghi nhất. Ít nhất bây giờ cũng xác định được thời gian anh ta ở trong khách sạn. Trong khách sạn có nhiều máy quay, kiểu gì cũng sẽ có một cái quay được anh ta.
Huống hồ anh ta còn nói có ăn cơm ở trong nhà hàng. Vậy thì chúng ta có thể xem camera trong nhà hàng, ngoài sảnh hoặc thang máy. Tiểu Nhiên, có phát hiện gì sao? Đúng là có vài phát hiện. Thì ra hôm đó em đợi anh lâu như vậy. Em hỏi anh có phát hiện manh mối có ích gì không mà. Không phát hiện người này ở những nơi khác. Đi thôi. Chúng ta đi hóng gió rồi đi ăn sáng. Sếp Tiêu, phát thanh viên Hà, hai người điều tra cả đêm à? Có phát hiện gì không? Thật sự rất kỳ lạ. Chắc chắn anh ta phải đi qua nhà hàng này và đại sảnh chứ. Tôi cũng có nghe chương trình của cô. Anh ta nói tường của khách sạn có chỗ bị móc, vốn dĩ có thật, nhưng lúc tu sửa khách sạn đã sửa hết lại rồi mà. Chính là cô ta. Người nói khách sạn chúng ta trong chương trình đó chính là cô ta. Đi làm à? Đừng để bụng. Đã xảy ra chuyện này, trong lòng mọi người đều không được thoải mái. Tôi vừa đi tìm ông Mạnh nói về chuyện khiếu nại. Ông ấy còn nổi nóng với tôi nữa. Khiếu nại gì? Hôm quốc tế thiếu nhi, nhiều người nói sườn chua ngọt hơi chua. Ông ấy còn không phục món ăn của đầu bếp Mạnh. Không đến nỗi vậy chứ. Hôm nay nếu như vẫn không có tiến triển gì thì trụ sở Vân Lan sẽ mở một cuộc họp báo. Nhưng mạng xã hội bây giờ, nếu như không có chứng cứ xác minh thì không có ai tin đâu. Anh đợi một lát. Cho tôi mượn cái này một lát nhé. Đây là gì vậy? Làm ảo thuật. Cái này là sao? Lát nữa anh sẽ biết thôi. Thế nào, em học được từ Thái Dương đấy. Em ấy nói nhìn thấy cầu vồng thì sẽ gặp may mắn. Cũng không biết có thật không nữa.
Tiểu Nhiên, có em ở bên cạnh là sẽ có may mắn và ấm áp. Em chính là bùa may mắn của anh. Vậy anh phải luôn mang theo bên mình rồi. Anh nhìn kìa. Khiếu nại gì? Hôm quốc tế thiếu nhi rất nhiều người nói sườn xào chua ngọt hơi chua, nhưng ông ấy vẫn không phục. Món ăn của đầu bếp Mạnh không đến nỗi vậy chứ. Có khi nào nhầm giữa xì dầu với giấm không? Sao vậy? Nghĩ gì thế? Cầu vồng này của em cũng có chút tác dụng đấy. Đi thôi. Không cần cầu vồng nữa à? Cái này không đúng, trong này có giấm. Mấy cậu ai trộn giấm vào đây hả? Đây không phải vị chua do lên men. Cũng có thể do anh A kia làm lúc vào đây quay video. Tại sao? Muốn đồ ăn chú làm xảy ra vấn đề. Lẽ nào là kẻ thù của tôi? Vậy thì nhiều lắm. Cũng có thể là người có thù hằn với Quý Phong. Dù sao sườn xào chua ngọt là món nổi tiếng của chúng ta. Tiêu Thượng Kỳ, có lẽ chúng ta đi sai hướng rồi. Ngay từ đầu chúng ta đã thuận theo lối suy nghĩ của anh A kia, cho rằng anh ta là khách của khách sạn. Vậy nếu như anh ta không phải khách thì sao? Sếp Tiêu, tôi phát hiện người trong camera giám sát kia hình như là bếp trưởng Hồ, đầu bếp trước kia. Hình như là như vậy. Ngày mai anh không cần đến nữa. Lâm Tâm, thanh toán tiền lương cho anh ta. Anh tưởng tôi muốn làm à? Để tôi xem. Còn ai muốn đến quản lý cái nhà hàng của khách sạn tôi tàn này? Nếu như vậy thì hợp lý rồi. Anh ta vốn không đi cửa chính mà là vào từ chỗ này. Nhưng nhân viên nghỉ việc đều bị hủy quyền hạn rồi mà. Họ không thể vào từ đây được. Cái camera này có thể quay được. Hôm đấy lại đúng ngày nâng cấp hệ thống nên đã tắt camera này. Vậy lịch sử mở cửa thì sao? Nếu như có người tiếp ứng ấy. Đã tra rồi, tối hôm đó không phát hiện gì lạ. Lẽ nào không có chứng cứ khác sao? Tiểu Mặc, cậu đi làm giúp tôi một việc. Phỏng vấn, được chứ. Nhưng mà chi phí bao nhiêu? Nói trước là tôi sẽ không lộ mặt đâu. Sếp Tiêu, anh tìm tôi. Có một món đồ đáng yêu tôi muốn tặng cho Thái Dương. Là gì vậy? Món đồ nhỏ đáng yêu này gọi là chuột sóc. Anh cầm về cho Thái Dương nuôi đi. Sao vậy? Không thích à? Cảm thấy giống chuột à? Anh biết rồi sao? Chọn ngày sửa camera giám sát, cho anh ta vào trong, xóa lịch sử mở cửa. Những chuyện này chỉ có anh làm được, không sai chứ? Có phải anh đã sớm nghi ngờ tôi rồi không? Đúng vậy. Dù sao thời gian này, từng hành động của tôi ở Ngô Tô đều cần anh truyền đặt lại cho sếp Triệu ở Hộ Phố. Nếu như anh đã biết tôi làm việc cho Triệu Minh Hiên, thì tại sao anh không đuổi việc tôi? Bởi vì tôi có một vài chuyện muốn cho anh biết. Trước đây tôi từng điều tra anh 5 năm trước, khi anh còn là cấp dưới của Triệu Minh Hiên. Ở thời điểm tôi khó khăn nhất, giám đốc Triệu đúng là đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi dẫn Thái Dương đến Ngô Tô, thân là một người bố đơn thân, muốn đứng vững cũng không dễ dàng. Ân tình này sớm muộn tôi cũng phải trả lại. Anh ta nói đợi khi Thái Dương lớn sẽ kiến nghị cho tôi được chuyển đến thành phố khác để Thái Dương có môi trường học tập tốt hơn.
Anh cũng khá thực tế nhỉ. Anh ta bảo tôi tuyển Hồ Đông vào, chính là bếp trưởng trước đây bị anh đuổi việc. Cho anh ta vào để học lỏm, sau đó điều anh ta đến làm việc ở khách sạn Hỗ Phố. Anh Hồ nói anh ta chỉ cần nhìn gia vị trong bếp thì có thể bắt chước được, giống đến 7-8 phần. Tôi không ngờ là anh ta vào để quay video hãm hại Quý Phong. Vậy nên sau đó, anh ta dùng chuyện có khách hàng khiếu nại món ăn và tường khách sạn bị mốc trước đây để chuyển hướng chú ý của mọi người tới người có mâu thuẫn với Quý Phong. Sau chuyện này, tôi có chất vấn anh ta. Anh ta nói đó đều là chủ ý của giám đốc Triệu, còn nói dù thế nào đi nữa cũng không bán đứng tôi, bảo tôi đừng nhúng tay vào chuyện này. Đúng là anh ta không nói ra chuyện anh tiếp ứng. Vậy anh đã làm chuyện xấu sẽ thấy chột dạ. Chỉ với con chuột nhỏ mà lại khiến anh luống cuống tay chân. Ngày mai tôi sẽ đặt đơn từ chức lên bàn cho anh. Anh có thể kiện tôi, nhưng mà có thể để tôi sắp xếp xong xuôi cho Thái Dương được không? Thật ra Triệu Minh Hiên giúp đỡ anh là vì muốn nắm lấy được nhược điểm của người khác để làm bước đệm cho mình. Cái mà anh cho rằng là ơn nghĩa chẳng qua chỉ là kéo dài thời gian trả nợ mà thôi. Anh ta là người như thế nào bây giờ anh rõ ràng rồi chứ? Lần này tôi có thể tha thứ. Trên dưới Quý Phong đều dựa dẫm vào anh như một người anh trai. Phó giám đốc Lâm, mong anh lần sau rửa mắt cho sạch rồi hãy làm. Đi đi.